Cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị xem tiếp video này ha. Và đây chính là video clip về hướng dẫn sử dụng cân điện tử Canet KVKBB. Anh chị có đang sử dụng cân bàn điện tử từ 60kg cho tới 500kg, hay là anh chị có đang sử dụng cân sàn điện tử từ 1 tấn đến 10 tấn, hay là anh chị có đang sử dụng cái cân có bánh xe di chuyển này để cân heo gia đình nè, hoặc là anh chị có đang sử dụng cái cân nông sản bít bùng kia để cân gà vịt, hay là cân nông sản, cân sầu riêng, cân cà phê. Thì chung quy lại là anh chị đang sử dụng cái cân điện tử Canet KVKBB, thì anh chị xem hết video lúc này, anh chị sẽ cảm thấy sử dụng cái cân điện tử này nó rất hiệu quả và rất là đơn giản. Rồi đầu tiên thì khi mà anh chị đặt cái cân này trên một mặt phẳng nào đó, ví dụ như mặt nền, mặt sàn nào đó, thì cái chuyện quan trọng nhất và đầu tiên cũng chính là chuyện mà chúng ta nâng chỉnh cái chân đế cao su. Tất cả cái cân đều có 4 chân đế ha. Thì cái việc mà mình đặt ở đâu đó thì chúng ta phải xoay chỉnh, nâng chỉnh cao thấp, giúp cho cái cân thực sự thăng bằng. Sau khi thăng bằng xong thì chúng ta sẽ khởi động cân như nãy ha. Rồi, đến khi nào mà cân bắt đầu về 0.0 là chúng ta yên tâm cân thôi. Và giai đoạn kế tiếp là chúng ta sẽ dùng hàng hóa nè, con người nè, để kiểm chứng cái góc cân có đều hay không. Ví dụ ha, chúng ta sẽ có một dùng vật hay dùng hàng, chúng ta sẽ kiểm tra từng góc luôn. Rồi, chúng ta sẽ lần lượt như vậy kiểm tra 4 góc, 1, 2, 3, 4, 5 như là gợi ý trên video này. Anh chị kiểm chứng ha, anh chị sẽ nhìn thấy rõ là 4 cái góc như vậy, con số nó hiện ra trên cái cân của mình có giống nhau hay không. Mà sau khi mà nó giống nhau rồi thì chúng ta yên tâm rằng cái cân chúng ta đã chuẩn chỉnh, đã đúng ký rồi. Sau đó chúng ta cân thôi. Rồi, và đó chính là hai giai đoạn quan trọng ha anh chị ha. Là chúng ta đặt cái cân thăng bằng và sau đó chúng ta dùng hàng hóa hoặc là con người mình để kiểm tra, kiểm chứng rằng 4 góc nó có đều nhau hay không. Sau khi nó đều hết rồi thì chúng ta hoàn toàn yên tâm ta sử dụng thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới cái cân này, những chức năng nó là gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giải thích sơ về những cái ý nghĩa của những phím bấm này ha. Anh chị thấy ha, ví dụ như đây là phím Tare hay phím Zero, thì bấm phím nào nó cũng trở về không cả. Ví dụ như đi, chúng ta có một cái bàn cân ở đây và chúng ta muốn trừ bì cái mâm đó ha. Thì bây giờ chúng ta có thể bấm phím Zero cũng được, cũng có thể bấm Tare cũng được. Rồi sau khi bấm một cái như vậy nó kêu cái tích ha, thì cân nó sẽ trở về không. Và nếu như mà chúng ta để hàng hóa này lên thì nó cũng chỉ hiện trọng lượng của hàng hóa thôi, chứ nó không hiển thị cái trọng lượng của cái khay, cái mâm nữa. Thì cái chức năng vừa rồi đó mình gọi là chức năng trừ bì. Rồi sau khi mình lấy hàng hóa xuống, lấy cái mâm xuống luôn, thì nó sẽ âm đúng trọng lượng của cái vật, cái khay, cái mâm đó, cái vật mà chúng ta trừ bì đó. Như vậy chúng ta chỉ bấm trừ bì một lần thôi, và từ đó về sau nó sẽ nhớ được trọng lượng trừ bì. Còn nếu mà chúng ta muốn trở về zero lại, trở về 0.0 lại, thì hồi nãy mình bấm phím nào thì giờ mình bấm phím đó, thế thôi, đơn giản. Còn tiếp theo là phím tam giác này, chính là cái phím mà hỗ trợ đếm số lượng. Thì ở một video clip khác về đếm số lượng thì cân tự Gia Phái sẽ chia sẻ thêm. Còn cái phím này là phím bấm chuyển đổi đơn vị, có nghĩa là cân điện tử này nó có nhiều đơn vị, kilogram, pound của nước ngoài chẳng hạn, thì đây là phím bấm chuyển đổi. Ví dụ như chúng ta vô tình chúng ta bấm đi thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Rồi, hay là cái nút print này, nếu mà chúng ta vô tình bấm thì cũng không sao cả, ứng dụng trong sử dụng công nghiệp để bấm in thôi, còn nếu sử dụng cơ bản thì không có. Một chức năng rất là hay của cái dòng cân điện tử này đó là chức năng cân động vật. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ bấm cái phím này, phím mod. Thì lúc đó anh chị thấy ha, ở đây có một cái biểu tượng này nè, nó hiện lên, và đó là chức năng cân động vật chốt số. Và chúng ta sẽ đứng đây, ví dụ chúng ta sẽ minh họa mình là một con động vật gì đó, thì động vật lúc nào cũng thở, cũng nhún, cũng nhảy. Thì sau khi nó đã kêu cái tích chốt số rồi, cho dù là anh chị có nhún nhảy hay con heo nó có nhún nhảy, anh nhún mạnh lên thì số nó không thay đổi. Đây là tính năng chốt số anh chị ha. Rồi, để mà trở lại thông thường, để lại chức năng cơ bản thông thường á, thì mình tiếp tục bấm mod và nó trở lại chức năng bình thường như lúc nãy. Rồi, và tiếp theo thì anh chị sẽ quan tâm là cái cân này nó sẽ báo pin cho mình ở đâu, hoặc là khi nào thì nó hết pin, và nó hết pin thì như thế nào. Thì ở đây thì cân điện tử Gia Phát cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh chị một cái cân điện tử nó gần hết pin. Thì anh chị để ý ha, thì cân điện tử gần hết pin á thì nó sẽ rất là mờ, số nó rất là mờ và nó chớp như vậy đó, để cho anh chị nhận diện ra cái cân sắp hết pin là nó có dấu hiệu này, và nó hiển thị chữ lo bét, anh chị thấy không?
Và nếu như mà cân điện tử này hết pin thì chúng ta có thể tự thay pin được hay không? Thì rất đơn giản anh chị ha, cân điện tử Gia Phát sẽ gửi đến cho anh chị một cục pin, và anh chị chỉ việc mở cái khay pin ở đây bằng ống này thì chúng ta sẽ dễ dàng thay được cục pin mới vào. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. Rồi, mỗi cục pin mà cân điện tử Gia Phát gửi đến cho anh chị á, nó đều có cực đỏ và cực đen. Ở đây trên cục pin của mình cũng có dây đỏ và dây đen. Rồi sau khi mình gắn cái dắt này vào, đỏ và đen vào đúng màu, rồi chúng ta lắp lại bình thường thôi. Như vậy, quá trình mà thay pin của cân điện tử Canet KBKBB này cực kỳ đơn giản luôn. Và anh chị sẽ không cần phải lo lắng là cân này 1, 2, 3, 5 năm sau thì thay pin như thế nào, thì qua video này anh chị cảm thấy cực kỳ đơn giản ha. Như vậy là chúng ta đã vừa xem qua video clip về hướng dẫn sử dụng cân điện tử Canet KBKBB. Và xem xong video này mà anh chị có thêm những câu hỏi gì cần hỗ trợ nhanh thì anh chị cứ gọi nhanh đến số điện thoại 0909 899 833, hoặc là anh chị cần mua thêm pin cân điện tử này hoặc là những cái phụ kiện có liên quan đến dòng cân điện tử này thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số điện thoại 0909 899 833 thì cân tử Gia Phát sẽ giao nhanh đến anh chị nha. Một lần nữa, cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị đã xem hết video clip này. Và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.